Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Lịch sử cải cách ruộng đất bị giới trẻ hờ hững. Ngày 26 tháng 8, BBC Tiếng Việt đăng bài Cải cách ruộng đất, lịch sử đẫm máu trong sự hờ hững hiện đại của tác giả John Wynne Nguyễn Hòa từ Mỹ. Tác giả cho biết, chính quyền Việt Nam dù đã thừa nhận sai lầm của cải cách ruộng đất nhưng vẫn che giấu phần lớn sự thật lịch sử. Ở hải ngoại đang có nhiều nỗ lực để đưa những trang sử bị chôn vùi này đến với các thế hệ công chúng người Việt. Và đây là hình bài trên BBC. Theo đó, trong 2 ngày 17 và 18 tháng 8, tại bảo tàng Bonwar, miền Nam California, Hoa Kỳ, đã diễn ra hội thảo mang tên Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam và di cư năm 1954, hai sự kiện thay đổi lịch sử Việt Nam hiện đại. Tác giả cũng cho biết, triển lãm và hội thảo này do bảo tàng di sản người Việt, Trung tâm Việt Nam, Trung tâm Việt Nam Đại học Texas Tech và Trung tâm Việt-Mỹ, Đại học Oregon đồng tổ chức. Người thực hiện phần lớn nội dung của triển lãm và hội thảo này là giáo sư Alex Thái Võ từ Trung tâm Việt Nam, Đại học Texas Tech. Theo tác giả, điều đặc biệt trong nghiên cứu về cải cách ruộng đất của giáo sư Alex Thái Võ là các kết luận được rút ra từ chính tài liệu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa miền Bắc Việt Nam. Giáo sư Alex Thái Võ đã phát hiện lá thư của viên cố vấn Trung Quốc là quý bà người cố vấn cho đảng lao động Việt Nam về cải cách ruộng đất. Ông cũng có trong tay một bức thư khác, chứng tỏ cải cách ruộng đất cũng được sử dụng để khuyến khích thanh niên nông dân ở miền Bắc đăng lính. Và đây là hình quan cảnh buổi hội thảo tại Santa Ana. Tác giả cho hay điều này từng được nhắc tới trong hội ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những năm tháng không thể nào quên, trong đó ghi lại sự sung sướng của người bộ đội đang ở chiến trường và nghĩ về gia đình mình đang được chia ruộng đất ở hậu phương tác giả dẫn nghiên cứu của giáo sư Alex Thái Võ rằng số người bị giết trong cải cách ruộng đất là hơn 170.000 người, trong đó có hơn 70% bị nâng thành phần lên thành địa chủ cường hào ác bá. Dù chính quyền miền Bắc đã công nhận có nhiều sai lầm trong cải cách ruộng đất, nhưng đảng Cộng sản vẫn cho rằng việc phát động cải cách ruộng đất là đúng. Theo ông Thái Võ, việc nhìn nhận sai lầm lúc đó là để đối phó với tình hình hỗn loạn của khối Cộng sản vào thời điểm Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev cầm quyền. Phong trào nổi dậy của công dân và trí thức tại Ba Lan và Hungary chiến dịch trăm hoa đua nở tại Trung Quốc. Tác giả nhắc đến cuộc triển lãm về cải cách ruộng đất vào tháng 9 năm 2014 do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam tổ chức. Cuộc triển lãm dự định kéo dài đến hết năm đó nhưng chỉ sau 4 ngày mở cửa đã đóng cửa, viện lý do kỹ thuật và không mở cửa trở lại dù chủ đề sai lầm chỉ được nói thoáng qua. Và đây là hình ảnh đấu tố trong cải cách ruộng đất năm 1954 ở miền Bắc. Tác giả tiếp tục cho biết, trong các tài liệu được trưng bày tại cuộc triển lãm ở Santa Ana, có cả một số tác phẩm về cải cách ruộng đất do tác giả trong nước viết và xuất bản trong nước như tác phẩm Ba Người Khác của Tô Hoài, các tác phẩm của Tạ Duy Anh và tác phẩm gia đình của tác giả trẻ Phan Thúy Hà. Tuy nhiên, theo giáo sư Alex Thái Võ, giới trẻ trong nước hiểu biết rất sơ sài về cải cách ruộng đất vì không được công khai với dân chúng và sách giáo khoa chỉ nhắc đến sai lầm này trong vài dòng tối nghĩa. Tác giả đánh giá, trong vài năm gần đây, các giáo sư Vũ Tường, Alex Thái Võ cùng các đồng nghiệp trẻ là những người Mỹ gốc Việt nghiên cứu về Việt Nam đã có nhiều cố gắng liên tục tổ chức các cuộc hội thảo về Việt Nam, chiến tranh Việt Nam, về Việt Nam Cộng hòa nhằm mục đích truyền lại những kiến thức lịch sử ấy cho thế hệ trẻ lớn lên ở Mỹ. Bước đầu đã có một số thành công nhỏ như đưa được vài chương trình về người Mỹ gặp Việt vào các học khu miền Nam California xuất bản được một số sách nhưng tác giả nhận xét có lẽ khó khăn vẫn còn rất lớn vì những người Việt lớn lên ở Mỹ có những lo lắng quan tâm khác về nước Mỹ chứ không phải Việt Nam huống hồ gì là lịch sử Việt Nam Giáo sư Alex Thái Võ nói rằng mục đích của các nhà nghiên cứu khi trình bày lại lịch sử không phải là để kích động sự hận thù mà để nhìn rõ lịch sử như những gì thật sự đã xảy ra Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lịch sử cải cách ruộng đất bị giới trẻ hờ hững Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kiểu kiêu ngạo của lãnh đạo Việt Nam không giống ai Ngày 26 tháng 8, nhà báo Đoàn Bảo Châu, tức Facebooker Châu Đoàn, đăng một bình luận trên trang cá nhân của mình, đúng là không giống ai. Bài viết bình về một phát ngôn của ông Vương Đình Huệ từ năm 2019, khi ông còn làm phó thủ tướng chính phủ, phụ trách kinh tế tổng hợp trong chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cụ thể, lúc đó phó thủ tướng Huệ nói rằng, Việt Nam không rập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới. Thời báo chấm đê giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau vô tình thấy phát ngôn này của anh Huệ từ năm 2019, thời gian có khả năng chứng minh nhiều điều. Giờ báo chí mà phỏng vấn thì anh Huệ còn nhắc lại câu này một cách tự hào nữa không nhỉ? Tự hào tới mức kiêu ngạo mà mọi ngành đều yếu kém, tham nhũng không chừa một ngành nào, từ y tế mẹ hiền tới ngoại giao lịch lãm đều bê bết. Văn hóa nghệ thuật, khoa học công nghệ không có đóng góp đáng kể gì cho nhân loại. Và đây là hình bài trên trang cá nhân của nhà báo Đoàn Bảo Châu các tập đoàn nhà nước thua lỗ bao nhiêu ngàn tỷ, thay vì thành những nắm đấm thép thì biến thành những móng thép cào cấu vào ngân sách. Về những công nghệ cả thế giới đang nhau lên để làm chủ, như máy tính lượng tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học thì mù tịch, nhưng cứ thích bao qua kiểu, bà cán bộ nói sẽ áp dụng AI vào loa phượng. Về chủ quyền, rõ ràng mình đang khai thác giàu trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Thằng hàng xóm nó ho một cái, lập tức phải co vòi, dừng hoạt động đền bù cho đối tác nước ngoài. Về những giá trị phổ quát của nhân loại như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, nhân quyền thì lại đẹp cuối bản. Hiền lành như những nhà hoạt động môi trường mà còn bị bắt bớ tới 6 người, giờ không còn tổ chức dân sự nào để giám sát cam kết của Việt Nam về chuyển đổi năng lượng với quốc tế. Bao nhiêu tổ chức NGO phải đóng cửa, bắt nhiều đến nỗi mà bao nhiêu người sáng lập các tổ chức NGO đi học, đi du lịch rồi ở hãng nước ngoài luôn, không dám về. Quản lý đất nước khiến người dân chỉ muốn lao ra nước ngoài bán sức lao động. Riêng năm 2023, có tới 155.000 lao động, lượng đi chui không tính. Từ thuyền nhân phát triển thêm thành thùng nhân. 39 thùng nhân bị chết, vẫn không làm các thùng nhân khác nhục chí. Suốt mấy chục năm qua, lượng người Việt định cư ở nước ngoài trung bình 100.000 người cho một năm. Gái Việt Nam ở Campuchia, Singapore, Đài Loan có đầy họ sang đấy làm gì thì ai cũng hiểu. Và đây là hình cụ phó thủ tướng, cụ chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ. Khiêm tốn để học hỏi mới khá được, Hàn Quốc đã rất khiêm tốn, biết người biết ta mà copy nguyên si chương trình giáo dục của Nhật Bản, tiết kiệm được bao nhiêu chi phí mà tạo ra một bước tiến bộ nhảy vọt cho ngành giáo dục. Cách giáo dục dùng đơm đớm, tuy đặc sắc thật, nhưng chưa đủ thành di sản vĩ đại gì để thế giới học tập đâu. Bao nhiêu thứ bắt trước thằng hàng xóm, cả cái lý tưởng thiên đường cũng copy mà bảo không rập khuôn. Đúng là sự kiêu ngạo của các vị không hề rập khuôn, không hề giống ai trên quả địa cầu này. Tôi viết có sai một câu nào không? Nếu không thì đừng chụp mũ gán ghép cho tôi bất cứ điều gì. Cán bộ trong hệ thống thì đương nhiên không dám nói. Báo chí là những cái loa tất bật. Theo chỉ đạo, người chính trực phát biểu công tâm trên mạng xã hội mà bịt nốt thì lại rập khuôn theo bắt hàng chăng. Các bình luận dưới bài viết này như Nick, Hoàng Căng, Mỹ Mai. Thực tế đã cho thấy, điển hình là những kẻ chớp đã tục xích, chúng đều nói láo, tin chúng là chết, mạng đang in ỏi, vợ chồng ông Bảy, Nguyễn Xuân Phúc đang lâm nguy. Còn như Nick Sam Nguyễn chăm chọc, vì chỉ có ở Việt Nam mới có kẻ dùng đâm đớm để leo lên sự nghiệp chính trị và kim tiền. Còn Nick Vi Đòn, già biểu, quái thai mới không giống ai chết Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin kiểu kiêu ngạo của lãnh đạo Việt Nam không giống ai. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.